Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Và trong video ngày hôm nay thì em giới thiệu cho các bác đây là một mẫu sản phẩm là sofa Zito, một cái mẫu sofa hiện đại nhà mình có thể kết hợp đối với những cái không gian nhà hiện đại, ví dụ như là nhà mái Thái và nhà mái Nhật. Thì trong cái giờ dạo gần đây thì các bác xây theo cái lối kiến trúc đó rất là nhiều. Thì một bộ sản phẩm như thế này thì đây là em đã làm kèm theo cả đệm và kích thước cũng như là độ dày dặn như nào thì các bác cùng theo chân em. Bộ sản phẩm này em được cơ sở em làm trên nền chất liệu là gỗ hương đá 100%. Và đối với những cái sản phẩm mà hiện đại như này thì thứ nhất là cái ưu điểm của nó là lau chùi rất là dễ. Thứ hai là cái ưu điểm của bộ sản phẩm như này thì rất là trông rất là thoáng nhà các bác ạ, cực kỳ là thoáng nhà. Đối với phần đoạn dài, bộ này thì em chỉ làm có 5 món thôi ạ. Đối với phần đoạn dài nhất thì kích thước em đang làm là dài 2,7 m. Kích thước đoạn dài nhất là 2,7 m. Đấy, chiều cao từ chân lên tới mặt đó là 32 phân. Còn nếu mà đo lên cả đệm nữa thì là 43 phân. Đấy, chiều cao từ chân lên tới mặt ngồi đấy các bác nhá. Nếu mà mùa hè thì mình có thể là bỏ đệm ra cũng được. Còn nếu mùa đông thì mình mình kê thêm đệm vào để ngồi cho nó êm hoặc là cho nó ấm. Đấy, mùa hè thì mình bỏ đệm ra. Còn đối với cái chiếc đoạn thứ hai là em đang làm kích thước chiều dài là 1,90 m. Chiều dài là 1,90 m và những cái đoạn này thì đều có ngăn kéo hết. Mỗi một đoạn thì có một cái ngăn kéo ở phần đầu như này. Đấy, rất là công năng. Vẫn đầy đủ, có thể là đựng những cái đồ dùng vật dụng. Đấy, ngăn kéo, kéo ra kéo vào cực kỳ là dễ luôn ạ. Những cái mẫu sofa hiện đại như này thì nó không có nhiều chi tiết để mà giới thiệu, hoàn toàn là để trơn hết. Thì những cái mẫu này nó kết hợp lau chùi dễ này, đấy, vẫn hiện đại, mang những cái nét sang trọng đặc trưng của nó. Và một cái chiếc ghế cuối cùng, đấy, vừa nãy thì em đã giới thiệu 2 món rồi. Và món cuối cùng ở đây thì em đang làm một chiếc ghế nhỏ. Ghế nhỏ này thì em làm kích thước là 1,20 m. Đây là một mẫu sofa lớn làm theo kích thước đại. Và kể cả ghế nhỏ thì em cũng có làm ngăn kéo này. Các bác có thể thấy là em kéo ra kéo vào rất là dễ nhá. Đấy, cái ngăn kéo này thì mình có những cái công dụng để những cái đồ đạc, ví dụ như là chè hoặc là những bao thuốc lá hoặc là bật lửa gì đó, mình có thể cất vào đây cho nó dễ tìm kiếm. Đấy, kể cả đoạn dài cũng có ngăn kéo này. Tổng cộng là nó có tới 3 ngăn kéo đấy ạ. Ngăn kéo em làm các bác nhìn này, em làm trọn vân rất là đẹp. Ngăn kéo làm trọn vân cực kỳ là đẹp luôn này. Bộ này thì đã hoàn thiện xong xuôi rồi. Đấy, đã hoàn thiện xong xuôi rồi. Đây là em đặt thêm đệm cho khách. Đặt thêm đệm cho khách. Còn bình thường thì nhà em chỉ giao cho khách là có bàn ghế thôi. Nhưng mà nếu mà các bác có thêm yêu cầu đệm thì em vẫn làm cho các bác. Em chỉ làm thêm hộ nhà mình thôi. Mặt bàn này thì em làm rất là lớn. Chiều rộng của mặt bàn này thì em làm là 85 và chiều dài là 1,71 m. Mặt bàn thì em để trơn ạ. Có tặng kèm theo cả kính luôn các bác nhé. Có tặng kèm theo cả kính đấy ạ. Và những cái mẫu sofa như này thì không thể nào mà thiếu những cái kệ gọi là đôn góc. Cái đôn góc này rất là lớn các bác ạ. Cái đôn góc này cực kỳ là lớn. Cụ thể kích thước là 70 x 70. Đôn vuông. Và mình có thể để ở những cái góc chết. Thường thường ấy, các bác biết là kê sofa thì nó sẽ có những cái góc chết như thế này. Đấy, thường thường kê sofa thì kiểu gì cũng sẽ có những cái góc chết như này. Thì cái đôn này nó với công dụng là để ở những cái góc chết như vậy. Và ngoài ra thì các bác có thể thấy là bàn em có làm thêm những cái đợt gọi là cái ngăn. Ngăn này thì mình có thể để những cái đồ dùng, ví dụ như là một đĩa ấm chén mình không dùng đến, mình có thể cất xuống dưới này để cho nó đỡ vỡ. Trẻ con nó chơi, nó nô đùa thì nó sẽ dễ vỡ. Hoặc là mình có thể để những cái đồ dùng mà không cần đến, không dùng đến thì mình để xuống dưới này. Đấy, tổng thể cái bộ sản phẩm này thì chỉ có 5 món thôi các bác ạ. Chỉ có 5 món và rất là dày dặn. Khuôn tranh 4/2. Dày khuôn tranh 4/2. Và chiều sâu của ghế thì em làm chiều sâu là 77. Bác nào mà lấy cả một bộ nguyên vẹn như này thì em sẽ tặng kèm theo cả kính bàn và kính đôn các bác ạ. Miễn phí vận chuyển 50 km đầu tiên và bảo hành sản phẩm trong vòng 5 năm. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau ạ.